Xin chào các anh chị. Em đang di chuyển trên đường quốc lộ 55 hướng về suối nước nóng Bình Châu. Và dự án mà hôm nay mẹ muốn review mang đến cho các anh chị đó là dự án Info Láng Dài. Chủ đầu tư của dự án này là công ty Info Real. Thì đây là một cái khu đất tọa lạc tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quy mô của khu đất này là 5.398 m² và nó được phân thành 10 nền, thì có diện tích là từ 476 đến 608 m². Thì từ đầu đường quốc lộ 55 mình đi vào khoảng 500 m là tới. Thì với khoảng 5 đến 10 phút là từ chỗ đất của mình đi tới chợ nè, Ủy ban nhân dân xã Láng Dài, trạm y tế và trường học. Đất ở đây đã có sổ và mua là sang tên công chứng ngay, và mỗi nền sẽ có ít nhất 170 m² thổ cư. Cái mặt tiền đường nhựa này là 8 m ha các anh chị. Thì với cái đơn giá cho sản phẩm này là từ 2.4 triệu một mét vuông. Có một cái điều mà Phước Thịnh Lên muốn chia sẻ đến các anh chị, đó là khi mà chúng ta đầu tư đất ở gần sân bay Lộc An hay là Hồ Tràm, thì anh chị thấy rất là rõ là đất ở đây, khu dân cư ở đây còn rất là hoang sơ, dân cư chưa có đông, thành ra về cái giá nó rẻ. Chẳng hạn như anh chị đầu tư khoảng một miếng 2-3 triệu mét vuông, thì sau 1-2 năm thì việc mà nó tăng giá lên 5 triệu, 6 triệu mét vuông là một điều hoàn toàn có cơ sở. Tất nhiên thì đây không phải là một cái sản phẩm để mà anh chị mình lướt sóng đầu cơ, mà đó là một cái sản phẩm đầu tư trung và dài hạn. Ok, cảm ơn chị đã theo dõi video này. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án Info Láng Dài thì anh chị có thể kết nối với em nha. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.